Chiều 20 tháng 2, phóng viên VTC News quay lại km 48, cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc vào 10 giờ ngày 18 tháng 2, khiến ba mẹ con chết thảm. Những dấu tích của vụ tai nạn kinh hoàng vẫn còn hiện hữu trên đường. Các phương tiện di chuyển trên cao tốc này vẫn tái diễn cảnh phóng nhanh, vượt ẩu như trốn không luật. Có vẻ như vụ tai nạn chưa đủ sức để người lái xe đi trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn thức tỉnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, ghi nhận từ khu vực Cầu Tuần, thành phố Huế đến hết địa phận Thừa Thiên Huế, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Phóng viên VTC News phát hiện hàng chục trường hợp tài xế điều khiển ô tô phóng nhanh, vượt ẩu, đè vạch liền trên. Trong hình là ô tô kinh doanh dịch vụ mang biển kiểm soát 43E01724, cố tình vượt tại vị trí đường cao tốc hai làn có vạch ngăn cách liền. Một ô tô của nhà xe Quang Anh mang biển kiểm soát 28F00022 cố tình tăng ga vượt ẩu trên đoạn đường cấm vượt tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Một chiếc xe tải còn nghênh ngang vượt và đi ngược chiều một đoạn dài. Mặc dù phía sau vô lăng là nhiều sinh mạng, nhưng những tài xế xe khách vẫn cố tình đánh đu với tử thần mà phóng nhanh vượt ẩu trên cao tốc. Trong hình là hai chiếc xe khách mà chúng tôi bám theo với tốc độ 80 km/h, tốc độ tối đa cho phép trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn mà vẫn bị trò hít khói. Những xe khách chạy với tốc độ xé gió trên những quan tải bay trên cao tốc khiến nhiều người đi đường không khỏi rùng mình. Chiếc xe khách cố tình vượt xe con tại đoạn đường thắt nút cổ chai trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn và lấn sang làn đường dành cho phía ngược chiều. Trả lời phóng viên VTC News, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn thừa nhận những bất cập đang tồn tại trên tuyến đường này. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, đến năm 2025, các đoạn cao tốc phía Bắc cho tới Cam Lộ đều là 4 làn xe. Tuyến Cam Lộ - La Sơn cũng đã có chủ trương mở rộng 4 làn xe. Bộ Giao thông Vận tải giao cho Ban Nghiên cứu và khoảng một tháng nữa sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất chủ trương mở rộng để báo cáo. Khi tuyến này được mở rộng, thì những nút thắt cổ chai trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn như trong hình sẽ không còn nữa.